Xin chào tất cả quý bạn quay trở lại với xe 2 thứ giờ để biết được giá xe tổng ấn bánh chương trình khuyến mại cho chiếc xe Toyota Yaris Cross cho hai phiên bản từ phiên bản Hybrid và bản Cross khi mà sang tháng 9 này chiếc xe Toyota Yaris Cross này mới ra mắt đang có chương trình khuyến mại giảm giá cực kỳ sâu em nhá từ tiền mặt phụ kiện và bảo hiểm đấy ạ Còn chưa đăng ký kênh của em thì anh em hãy đăng ký kênh của em Bởi vì kênh xe thứ giờ của em chuyên về giá xe Tổng ngân bánh và các chương trình khuyến mại ạ Ok em sẽ đi vào chi tiết ạ Đầu tiên giới thiệu cho anh em về một chiếc xe Toyota Yaris e Cross Bản thấp nhất của dòng xe Toyota Yaris e ạ Với giá miết của chiếc xe này đang là 730 triệu Khi dụng các chương trình khuyến mại vô cùng đặc biệt Trong cuối chí này cũng như là chương trình ra mắt sản phẩm của dòng xe Toyota Yaris Cross giảm giá cho bản Cross đó chính là 37 triệu tiền mặt ạ. Số còn với giá đang là 693 triệu. Ngoài ra tặng thêm cho anh em đó chính là bảo hiểm thân vỏ và bộ phụ kiện đấy ạ. Chỉ giá bảo hiểm thân vỏ cộng bộ phụ kiện trị giá là lên tới là 20 triệu đồng em nhá. Tổng khuyến mại lên tới là 57 triệu đấy ạ. Vậy thì chiếc xe Toyota Yaris Cross Lá đội đang là 803 triệu ạ Còn ở tỉnh thì đang là 769 triệu Tỉnh áp xuống trăm thì 783 triệu Và ở Tây Minh thì 788 triệu ạ Còn đối trả góp thì đang là 248 triệu Tỉnh thì đang là 214 triệu Tỉnh áp xuống trăm thì đang là 229 triệu Và ở Tây Minh thì đang là 200 34 triệu ạ Còn giá tốt hơn Hay một khuyến mại nào Tặng phụ kiện là sao Chi bánh nào Thì anh em hãy có điện cho em Hoặc nhắn tin Zalo cho em Chắc chắn với em Giá đấy sẽ là tốt nhất thị trường nhầm nhá Ok, thêm giới thiệu cho anh em về một chiếc xe Toyota Yaris Cross bản Harris ạ, bản cao cấp nhất của dòng xe Toyota Yaris Cross ạ. Với giá miết của chiếc xe đang là 838 triệu ạ chương trình ra mắt sản phẩm của dòng xe Tiaris -E Cross đó chính là giảm cho anh em là 42 triệu tiền mặt. Số gọi với giá đang là 796 triệu. Ngoài ra tặng thêm cho anh em gồm bảo hiểm thân vỏ, bộ phụ kiện. Tổng cả hai cái này lên tới là 20 triệu đồng anh em nhá. vậy là tổng khuyến mại bản Hybrid này đang là 62 triệu đấy ạ. Vậy thì chiếc xe Toyota Ataris -E Cross này, bản Hybrid này, giá đỡ đang là 919 triệu ạ Còn tỉnh thì là 882 triệu Tỉnh A100 thì 899 triệu Và ở Thế Minh thì đang là 902 triệu ạ Còn đối trả góp thì đang là 282 triệu Tỉnh thì đang là 246 triệu Tỉnh A100 thì đang là 262 triệu Và ở Thế Minh thì đang là 265 triệu ạ ở dưới phần mô tả em có một đường link đó chính là đường link về nhận báo giá anh em muốn gửi giá xe tổng ngón bánh chương trình khuyến mại trả thẳng trả góp lãi suất ngày thế nào thì anh em đừng tin như tên địa chỉ số điện thoại loại xe quan tâm hình thức trả thẳng trả góp đều là thông tin chi tiết nhất cụ thể nhất và chính xác nhất ạ ok vậy giao này mình giới thiệu cho anh em về giá xe tổng ngon bánh chương trình khuyến mại cho chiếc xe Toyota Yaris Cross cho hai phiên bản rất là chi tiết cụ thể rồi vậy giao này xin phép em sẽ dừng vào đây anh em có thấy hay thì bấm like đăng ký kênh em nha để sự cập nhật về giá xe tổng dòng xe của Toyota cũng như các xe khác nhau để cho sự lựa chọn tài chính của mình tốt nhất. Ok xin phép em sẽ dừng video đây ạ. Chúc anh em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe. Cảm ơn sau này các bạn.